Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực xin và một con cái xin nha các bạn, là ba con. Ba con này chủ báo giá là 41 triệu các bạn. Đó, giá thì báo giá cho các bạn biết là 41 triệu. Con bò đực này các bạn thấy không? Chân móng hoàn thiện nè, đòn dốc có các bạn. Con này cũng vậy nè. Chân móng rồi xương sóc rồi có hết các bạn. Lớn nha, dàn xương lớn các bạn. Đòn dốc có hết. Bò mầm bò các bạn. Chủ báo giá là 41 triệu các bạn. Giá này là giá bò hui nha các bạn. Chủ bán giá bò hui 41 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, comment trên màn hình video các bạn. Ba con 41 triệu con cái nữa nè các bạn. Cái thì yếm rồi là nghiêm chỉnh các bạn, chân móng rồi nè. Đòn dốc có hết. Dịp Tết này anh em nào có nhu cầu làm con bê hôi đồ hay gì đó thì cứ liên hệ nha các bạn. Ba con 41 triệu, còn mua từng con thì báo giá sau nha các bạn. Bò là bò vàng đàng hoàng. Rất ngon các bạn. Đòn dài sọc luôn. Con cái này mầm bò lắm các bạn. Vàng xương cũng có, vàng mầm bò lắm. Con này cao 1m5 bò nè các bạn. Cặp đực cũng vậy, cặp đực cũng cao 1m5 luôn nha các bạn. 41 triệu vị chi là con 10 mấy triệu các bạn. Đó, anh em nào gần xa có nhu cầu mà sử dụng bê khui hay gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Hay muốn nuôi cũng được các bạn, tại bò này nó rất là mạnh khỏe nên mình nuôi là chuyện bình thường nha các bạn. Tại chủ thì chủ bán giá khui, nhưng mà mình muốn nuôi thì cũng bình thường nha các bạn. Bò thì đòn dốc rồi xương sóc thì lớn, muốn nuôi nuôi mà muốn khui cũng được. Đó, đó là bán chủ là bán như vậy, nên anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Bò đực thì dẫu yếm nghiêm chỉnh, đòn dốc thì có, chân thì lớn, dàn chân dàn xương thì lớn các bạn. Hai con này cũng đồng đồng nha các bạn, cao 1m5 bò cứng. 1m5 bò cứng các bạn. Bò đực. Còn kế bên cũng vậy, bò này thì ăn uống là khỏi chơi các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Trực tiếp qua số điện thoại mình, comment trên màn hình video nha các bạn. Đó. Muốn nuôi cũng được mà muốn bò hui cũng được, nhưng mà chủ thì bán giá bò hui nha các bạn. Giá 41 triệu. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh ba con này, một cặp đực xin và một con cái lại một lần nữa cho các bạn xem xét kỹ hơn. Và các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình, comment trên màn hình video nha các bạn. Và mình xin báo giá lại, chủ báo giá ba con bò này, chủ báo giá là 41 triệu. Bò cao 1m05 bò. Báo giá bò hôi 41 triệu nha các bạn. Nuôi cũng được nha các bạn. Bây giờ sẽ mời các bạn theo dõi tiếp video nha các bạn.